Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của Tây Hành Kỵ phần 9 tập 56. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Nghe Vô Thượng nói thế, Thái Thượng nói: Vô Thượng huynh đang tố cáo ta đó à? Vô Thượng hét lớn: Ta nói là có người. Thái Thượng Lão Quân, ngươi là đồng đạo của ta tôn trọng ngươi, tôn trọng tuyệt đối, nhưng ta nghiêm với người, nghiêm với bản thân, có vấn đề ta sẽ không giả như không thấy, hiểu chưa? Nghe thế, Thái Thượng cười nói: Vâng, xin chỉ giáo. Vô Thượng tiến tới nói: Có nhiều chuyện ta biết từ lâu, nhưng không tiện nói thẳng. Địa vị hai ta ngang nhau thì nên làm gương cho người khác nói theo. Thái Thượng Lão Quân, hãy bỏ qua cho ta xem ngươi là tri kỷ đồng đạo mới nói thẳng. Ngươi nên có cái nhìn như ta, bỏ qua mọi hư vinh, đặc quyền, địa vị, làm chuyện bình phàm nhất, sống cho thực tế vào. Chúng ta là mô phạm cho người đời, trong hơn nước sạch. Nghe thế, Thái Thượng đặt tay lên vai Vô Thượng cười nói: Được rồi, ta hứa với ngươi. Nghe thế, Vô Thượng nói: Thật sao? Vậy thì quá tốt, đa tạ ngươi. Thái Thượng nói tiếp: Vô Thượng huynh quả đúng là tri kỷ tốt của ta. Chúng ta cùng cố gắng cho tương lai nào. Rồi Thái Thượng rời đi, hắn tiến ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời cười lớn. Chúng ta đến với cuộc chiến Atula. Một cậu nhóc Atula chiến đấu, nó nói: Atula sẽ không gục ngã. Nói tới đây, một tên người thức tỉnh lao tới nói: Tiểu quỷ không nghe lời người lớn, không chịu học sẽ không trưởng thành. Rồi hắn túm lấy đầu cậu bé Atula, đập mạnh đầu vào một bức tường. Ngay lúc này, từ trên trời Toma xuất hiện. Toma nhảy xuống phía trước, tung một gối vào mặt tên người thức tỉnh này. Thấy cơ hội, cậu bé Atula lập tức vung một thanh đoản kiếm thẳng vào đầu tên người thức tỉnh. Nó quay sang nói: Toma, huynh về rồi, tốt quá. Toma nói: Phấn chấn lên tác chiến, kẻ địch không dễ đối phó. Vừa nói tới đây, từ sau lưng Toma, tên thiết vệ đã xuất hiện. Hắn nói: Atula quả nhiên là danh bất hư truyền, trẻ con vài tuổi cũng rất thiện chiến. Không biết nếu ta bắt con của Atula Vương, có làm dao động chiến ý của chúng không? Thay thế, Toma quay lại nói: Nếu ngươi muốn biết, câu trả lời là không. Chiến ý bị dao động thì đã không là Atula. Nghe thế, thiết vệ nói: Vậy sao? Để ta tận lực tìm ra đáp án nào. Rồi cả hai lao vào tấn công. Toma lùi lại và nghĩ: Đối thủ mạnh, thực lực bằng với đấu sĩ nhất đẳng bọn ta, hoặc cao hơn. Ở trong đống đổ nát, thiết vệ nói: Đấu thần Atula có vẻ danh hiếu chiến vang thiên hạ. Trong đó có một kẻ thiện chiến trở ngại cho nhiệm vụ thảo phạt của bọn ta. Tổ sư phái ta đến. Rồi thiết vệ lao tới, bàn tay của hắn bọc một lớp Haki vũ trang. Hắn nói: Vì san giết từ trên tay này, ta sẽ hoàn thành sứ mệnh này. Rồi một quyền bọc Haki của hắn vùng tới phía Toma. Về phía Toma, vì hiểu rõ thực lực tên này, nó chỉ còn cách giao phong chính diện. Nó xuất ra đấu hồn của mình, trực tiếp giơ hai bàn tay đón đỡ một quyền này của thiết vệ. Cuộc va chạm lực này tạo thành một cơn sóng kích lớn. Thiết vệ vung quyền và nói: Bản tính hiếu chiến, không nhịn được muốn tỉ thí chính diện. Ngươi đã có quyết định sai lầm. Về phía cách đó không xa, Hồ Cơ đã chọn được mục tiêu của mình. Cô ả lao tới, vung đao thẳng về phía vô nhân chủ mẫu. Hồ Cơ hét lớn: Đầu mục quân Đoàn thức tỉnh, để ta làm đối thủ của ngươi. Lưỡi đao của Hồ Cơ lúc này bổ mạnh xuống, thế nhưng vô nhan đã hóa thành một đám khí rồi né tránh. Cô ta xuất hiện trên bức tường thành và nói: Hùng dữ thật, muội muội à, muội một đao chém chết ta sao? Ta nghe một lời đồn về Atula nữ, họ cũng mạnh như người nam. Muội muội, cho ta hỏi ngươi là ai? Hồ Cơ giơ đao chĩa về phía Vô Nhan và nói: Hồ Cơ, đấu sĩ nhất đẳng Atula, bọn ta dùng thực lực quyết định địa vị, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Nghe thế, Vô Nhan nói: Những lời đồn đúng là thật, quá đẹp. Atula nữ ngoài cường hãn còn rất xinh đẹp, cả thiên thần cũng phải đố kỵ. Muội muội, nét đẹp và khuôn mặt này làm ta động lòng, ta muốn có lắm. Muội muội, ta muốn lột ra bộ mặt xinh đẹp đó xuống. Ta làm rất nhiều lần rồi, không đau lắm đâu. Và thế là ngươi sẽ mãi mãi sống trong cơ thể ta. Về phía Đại Hùng, nó cầm thanh lưu tinh oanh trùy, vung trùy đánh bay đám thiết vệ, nó hét lớn: Đến đây, kẻ thức tỉnh, đến bao nhiêu lão tử giải quyết bấy nhiêu. Atula là không thể bị đánh bại. Về phía Vô Thượng, hắn vẫn đang viết luật pháp. Hắn nghĩ, Atula sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Giao chiến thời gian ngắn đã tiêu hao nhiều niệm, nhưng đều trong kiểm soát của ta. Đạo đức thiên tôn cố ý đến khuyên ta dừng tay, quá xem thường ta rồi. Đại hắc cầu của ta đưa đến chiến trường, mang theo lòng tin vạn người. Nó truyền năng lượng cuồn cuộn bất tuyệt, làm đệ tử ta không sợ thương thế, mệt mỏi, chiến đấu không chút lo lắng gì. Tiêu hao đi, đừng lo nghĩ, dùng niệm của ta trấn áp Atula triệt để. Về phía thiết vệ, hắn lao tới, vùng quyền và nghĩ:
Đúng vậy, tổ sư, con sẽ làm như thế để Atula khuất phục dưới sức mạnh vô địch của chúng ta. Rồi hắn vung một quyền thẳng vào ngực Toma, khiến Toma máu tươi cuồng phun. Thiên vệ nói, tổ sư, cảm tạ sự tin tưởng và ân huệ của người. Được đi theo người là vinh quang lớn nhất của con sẽ không làm người thất vọng. Rồi hắn vung bàn tay, đâm thẳng bốn ngón tay vào một bên mắt của Toma, đánh Toma ngã rơi xuống đất. Thiên vệ đứng nhìn và nói, đã nhìn thấy chưa, đây là sức mạnh của lòng tin. Ta tin tổ sư, lòng tin truyền đến cho ta, làm ta không gì không hủy, người không địch lại được. Toma lúc này đang đứng dậy thì thiên vệ đã vung một bàn tay đầy kinh lực thẳng vào mặt Toma, đánh nó bay ra xa, rơi vào đống đổ nát. Máu chảy ra như suối, thiên vệ quay đi và nói, đã giải quyết xong, sự ra đi của mạng sống làm ta tiếc nuối, hy sinh là cần thiết để thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng thiên vệ bước đi không được bao lâu, hắn lập tức dừng lại. Quay lưng và thấy Toma vẫn có thể đứng lên, hắn nói, làm ta bất ngờ đấy, xương sống đã gãy vẫn đứng lên được, ngươi đã chịu vết thương chí mạng. Toma bị thương rất nặng, nó cố gượng dậy trong đống đổ nát, nó nói, vết thương chí mạng, bọn ta không có thứ đó, chỉ cần đấu hồn vẫn còn đang cháy, bọn ta vẫn chiến đấu được, bị thương thế này là bình thường. Nghe thế thiên vệ nói, là như vậy sao, đánh giá thấp ngươi rồi, xem ra phải thăng thêm sức, làm cho triệt để. Rồi hắn tiếp tục vận lực vào tay. Về phía Toma, nó nhớ lại ngày xưa, đám Atula đã có lúc nói với hắn, không được đâu, Toma nó không phải là nhân tài, kém cha ngươi quá xa, nó mãi mãi sẽ sống dưới đáy cái bóng của ông ta. Quá nhu nhược, bọn ta là Atula, dù ngươi là con của vương cũng không được tôn trọng. Toma nghĩ, là con của cuồng vương, tộc nhân có yêu cầu rất cao về ta. Cha như một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, cha ít khi nói chuyện với ta, đôi lúc chỉ dẫn ta một chút, nhưng không khác gì chỉ dẫn các Atula khác. Trong lòng cha chắc xem thường ta, cho rằng ta không bằng, ta thí mạng tập luyện, đuổi theo cha, hy vọng có ngày được cha công nhận, một lời khen cũng được. Tuy ta không có đặc chất của cha, nhưng ta cũng có thể thành đấu sĩ Atula vinh quang, không phụ danh chiến thần. Toma bị thương rất nặng, nó vẫn tiến tới và nói, phụ vương, hãy xem con chiến đấu thế nào. Rồi nó vận đấu hồn hét lớn, đấu hồn của ta hãy đẩy lên đỉnh điểm. Cơ thể của Toma lúc này, ánh lửa xuất hiện khắp cơ thể, nó xuất ra Atula ma quyền đạo. Phía thiết vệ, hắn lao tới vùng quyền và nói, vô ích thôi, cũng chẳng có gì khác, sẽ lại bị ta hạ gục. Ngay khi thiết vệ xuất hiện trước mặt, Toma lập tức từ hai mắt xuất ra Haki quan sát. Đấu thần chi nhãn, nó giúp Toma biết rõ hành động của đối phương. Thiết vệ vung quyền và nói, lần này ngươi tuyệt không đứng lên nổi. Nhưng quyền này chưa tới, bàn tay này của thiết vệ đã bị Toma dùng cùi trỏ đánh gãy, tốc độ cực kỳ nhanh. Thấy thế thiết vệ nghĩ, chuyện gì thế này, hắn nhanh thật, cản đòn trực tiếp và phế đi cánh tay của ta, năng lực phản ứng này quá nhanh. Nghĩ tới đây, thiết vệ đã bị Toma tung liên hoàn quyền vào bụng và ngực. Không dừng ở đó, Toma lấy lực ở chân, tung một đầu gối vào mặt thiết vệ. Toma nhảy lên trên cao, lấy hai tay tóm lấy đầu của thiết vệ, rồi nó tung một đầu gối vào cổ thiết vệ. Toma hét lớn, đoạn đầu phong xa, nó dùng lực kéo đầu thiết vệ ra sau, tạo thành một cái bánh xe lăn đi trong Atula thành. Sau hàng nghìn vòng quay, Toma quẳng thân thể thiết vệ vào một bức tường thành, tạo ra một vụ bể nát to lớn. Về phía vô thượng, hắn vẫn cầm bút viết luật pháp, hắn dừng lại và nghĩ, lượng tiêu hao của niệm lên đến mức cao nhất là khổ hạnh thiết vệ. Đối thủ mạnh đã xuất hiện, làm khổ hạnh tiêu hao nhiều niệm để đối phó, là cuồng vương La Hầu sao? Hắn cuối cùng đã chịu hiện thân, sự xuất hiện của hắn dĩ nhiên trong dự tính của ta, không làm khó được ta. Rồi hắn ta dùng bút vẽ ra tụ tinh quy nguyên, trước mặt vô thượng xuất hiện một đại hắc cầu. Vô thượng nghĩ, sức mạnh của ta vô cực vô tận, nhiều niệm hơn nữa, truyền đến Atula thành, lần nữa lấp đầy đại hắc cầu. Về phía khổ hạnh thiết vệ, bị một đòn này, hắn đứng dậy từ đống đổ nát, hắn nói, con trai cuồng vương, Toma, người ghê gớm lắm, đến mức độ này đúng là làm ta bội phục. Rồi hắn dùng bàn tay truyền niệm vào cánh tay bị gãy, cả ở cổ tất cả đều bắt đầu lành lại, hắn nói, đáng tiếc, dù ngươi có cố gắng thế nào, ngươi cũng không cách nào làm ta bị thương. Vì ta có tổ sư bảo hộ,